Lò dưa chắc là anh nhờ em gọi là cho mọi người xem cái universe của em từ 2018 tới bây giờ thì nó như này. Sự chia sẻ anh có thôi 2018 mình vào Mensurate ở cái agency đằng sau chiến dịch kia trở về, thì cái thời điểm đó thì thực ra mình cũng đã phân biệt được cái sự khác biệt giữa marketing và advertising rồi. Là advertising là cái campaign, các cái cách để mà mình convince consumers thay đổi hành vi mua sắm nhiều hơn, và marketing là cái what, tức là mình hiểu là mình tập trung đến ai, mình đưa đến cái thông điệp gì, mình mang đến cái sản phẩm gì. Tuy nhiên biết vậy nhưng mà khi mà thực sự mà đi vào ngành thì 2018 vẫn là mình mang một quan điểm là người làm copywriter, tức là nhìn mọi thứ nó rất là quảng cáo driven, tức là kiểu thấy rằng là quảng cáo này nó không đẹp, thông điệp nó không hay là mình chê, và mình thấy là hiểu là thì marketing này nó làm dở. Có thể là gần đây nhất là mình rất xem những quảng cáo này hồi trước đây mình chắc chắn sẽ chê dở, nhưng bây giờ mình sẽ nhìn rất là khác. Nếu mà các bạn để xem TV nhiều á, có thể thấy có quảng cáo các bạn xem quảng cáo Asingon vị ngon nhân đôi chưa? Có ai xem rồi cho tay chưa này? Asingon vị ngon nhân đôi ở đây khoảng hai ba bạn này. Trước đây tôi sẽ chê 2018 tôi sẽ chê quảng cáo này là xấu, xong rồi là tự nhiên hát hò là hát vị ngon nhân đôi, chả hiền quan, chả hiểu gì hết. Nhưng mà bây giờ nhưng mà tại vì nhìn mọi thứ rất là quảng cáo riêng này, còn không có hiểu đằng sau đấy có ý đồ gì, thì fast forward tức là phải đến đến bây giờ rất là 4 năm sau đó thì mới thực sự hiểu là ok cái quả đấy nó bị điều gì, là quảng cáo về cái đôi ấy, là họ đang nói rằng là thứ nhất là cái cái đôi so với trước đây và khiến cho người ta tin rằng là cái vị của Asimov thực sự rất là ngon, rất là đậm đà, các bạn nên thử nhé. Đấy thì cái thông điệp đó nó được lặp đi lặp lại trong quảng cáo rất là nhiều, và nó effective, nó truyền tải được người ta nhớ và người ta tin, đấy là đủ lắm rồi, chứ còn câu chuyện là execution là đẹp các thứ không quá quan trọng trong cái quảng cáo đó. Thì đấy là cái một cái biggest change in mindset. Còn một ví dụ rất đơn giản. Nhưng mà như là bản thân hồi xưa thì em có thấy là cái cách họ làm truyền thông, có thể họ sẽ tập trung vào PPC, vào Massable Online, bởi vì lúc đấy cái kênh phân phối nó vẫn phù hợp, nó đang tập tập tốt đúng không? Thì còn bản thân em có thể chia sẻ một chút cái trải nghiệm của em khi mà những là cho anh thấy ở trong vòng khoảng 1-2 năm gần đây, cái chuyện về supply chain, chuyện phân phối nó không còn dễ như trước nữa, nên là mình cũng phải lưng cơm gác mắm, mình cũng phải đầu tư truyền thông để vừa đủ thôi. Em có thể có một vài cái ví dụ mà nó cụ thể cho cái brand nó cần để các bạn hình dung hơn không? Cái đấy có thể được phát qua hai thứ. Thứ nhất là các cái thương hiệu của các tiệm của nó thì muốn tập trung vào cái kênh gọi là muốn kênh bán hàng qua retailer, tức là các bạn để ý là Go này, bây giờ có cái Pixi này, có mạng này, Bách Hóa Xanh này, nó đều có trang website bán hàng của riêng nó, và những cái kênh đấy nó cũng rất là mạnh mẽ. Tức là bản thân Food hay là của nó thì rất là khó bán qua Shopee, các bạn tưởng tượng là không ai mua hàng đêm qua Shopee hết á, rất là kỳ cục. Tuy nhiên thì người ta có thể mua nó ở Hoa Xanh hoặc qua môi trường online hoặc qua môi trường trên Zalo, thì cái câu chuyện investment mà những cái online như thế của trang retailer là make sense hơn với cửa đó trong cái thời gian 1 năm vừa qua. Đấy là một cái channel online, tức là chỉ trước đây là Food cửa đó rất là ít có thể invest vào e-commerce, thì bây giờ có thể qua những cái kênh đó. Cái này một cái thứ hai là cái nó rất là về câu chuyện về channel đi, thì nó không được, nó không quá thể hiện là mình sẽ kỹ càng hơn các channel, bởi vì trước đây nó luôn kỹ càng rồi, chỉ đơn giản là mình có ít investment hơn, mình có ít phát triển hơn. Dạ, chị Yến ơi, biết là chị có chia sẻ gì thêm về cái câu chuyện mà gọi là cái cách mà marketing nó thay đổi, tức là cái trước dịch, trong dịch và sau dịch trong cái bản thân. Theo em biết thì từ những người bạn chung của chị em mình ấy, thì bên ngành về nước ngọt đi, thì trước giờ một cái mảng rất là doanh thu rất là lớn của nó là nằm ở quán sáng, đúng không? Thì bây giờ mình thấy rõ ràng là cái câu chuyện mà ít đi quán hơn và mọi người bắt đầu họ chuyển sang câu chuyện là tiêu thụ ở nhà hơn. Thì như vậy thì cái cách mà mình làm về định hướng, về marketing, về chiến lược để mình hỗ trợ cho cái kinh doanh thì nó cũng sẽ khác. Thì không biết là chị và có, nếu mà chị có những cái người bạn bè mà họ làm cái ngành khác, thì chị có thể highlight cho các bạn một chút là chị có nhận thấy những cái sự thay đổi nào mà như là về người tiêu dùng hay là về cái chiến lược đầu tư marketing
thông qua cái, những cái giai đoạn này không ạ? Dạ, mời chị Yến chia sẻ. Chị Yến là rất là đồng tình với cả rất là cảm nhận của chị, giống như là những chia sẻ của sư Dung Hít là lúc mà mình nhìn marketing từ trước ấy, thì nó theo cái khía cạnh của người tiêu dùng. Nhưng mà khi mà mình làm marketing thì bắt đầu cái suy nghĩ mình nó thực tế hơn rất là nhiều. Làm marketing ấy, cái mục đích cuối cùng của mình là để mình mang lại một cái sự tăng trưởng của doanh nghiệp, và thông qua việc là mình làm thế nào để thúc đẩy người tiêu dùng sử dụng và mua sản phẩm được nhiều hơn. Và cái môi trường và cái nhiệm vụ của marketing là làm thế nào mình làm được cái chuyện đấy, kể cả khi cái sự bối cảnh của người tiêu dùng nó thay đổi thì cái chiến lược marketing của mình cũng phải thay đổi như thế nào. Thì đúng như là Dũng nói ấy, là trong giai đoạn dịch nó đến vô cùng bất ngờ ngay sau Tết. Thì chỉ nhớ là tháng năm 2020 đúng không nhỉ? Thì đúng một phát là Việt Nam mình có dịch và tất tần tật mọi thứ là nó bị phong tỏa, và đột cái sự tiêu dùng ở bên ngoài thì nó có một phần rất là lớn đến thành nước giải khát của và cũng như là Coca-Cola. Và ngay lúc đó thì Coca-Cola có một cái quyết định rất là nhân văn nhưng mà nó cũng rất là khó khăn cho người làm, đó là Coca-Cola sẽ dành toàn bộ ngân sách quảng cáo của nhãn hàng trong suốt quý 2 chứ, tức là từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2020, để dành toàn bộ cái số tiền này cho cái nỗ lực để giúp Việt Nam vượt qua cái khó khăn và chống lại cái combat lại cái Covid. Thì mọi người tưởng tượng là cái sự tiêu dùng của người tiêu dùng tại cái kênh mà bình thường mình hay bán nó đã giảm, về mặt nhãn hàng thì mình lại không hề được có bất kỳ một quảng cáo nào trong suốt một cái tháng đó. Người tiêu dùng thì người ta đã quen uống Coca-Cola ở bên ngoài, nhưng mà vậy thì cái người đó khi mà người ta ở nhà thì người ta còn uống sản phẩm đúng hay không, làm thế nào để mình ngay lập tức mình có thể bù đắp được cái tổn thất đấy. Thì lúc đấy là, và thường mọi người biết là làm chiến dịch marketing thì nó không phải là hôm nay mình lên kế hoạch và tuần sau mình tung. Như Dương và Lâm đều biết là một chiến dịch marketing nó bắt đầu từ 6 tháng trước. Thì có nghĩa là toàn bộ các chiến dịch marketing của Coca-Cola dành cho cái mùa hè đó, và thường mùa hè là thường là cái giai đoạn đi du lịch, mọi người đi ra ngoài đường rất là nhiều. Như vậy là toàn bộ các hoạt động marketing đó là nó hoàn toàn là nó không có liên quan gì đến người tiêu dùng. Cái thứ hai là mọi người nhớ là cái giai đoạn đấy là một cái giai đoạn mà bây giờ mình qua rồi, nhưng mà mình biết là hai cái giai đoạn đấy là giai đoạn mà Việt Nam trong giai đoạn rất là khó khăn, cái tinh thần của người tiêu dùng rất là hoảng loạn. Cái người gắn gọi là hàng bác sĩ và những người mà từ các ngành liên quan thì họ rất là vất vả để chống dịch, nên là với cái tinh thần của người Việt Nam mình, nếu mà và các quảng cáo Coca-Cola họ biết là nó đều rất là vui tươi, là nó để mình đi ra ngoài đường mình vui chơi, thì lúc đấy các bạn thân khách hàng thấy rằng là mình nói cái thông điệp gì để mà có thể phù hợp với cái bối cảnh đó, để người tiêu dùng thấy là nó đúng là những cái gì họ trải qua, và nhãn hàng không phải là một cái nhãn hàng mà mình vô cảm với những cái gì mà người tiêu dùng hoặc là tất cả những cái khó khăn của đất nước trải qua. Thì với toàn bộ những cái bối cảnh đấy, khi làm một về marketing, mọi người cũng biết là lúc đấy bản thân mình cũng phải thay đổi cái cách làm việc. Tự nhiên mình gặp nhau, bây giờ tất cả mọi người phải làm online. Và làm marketing thì khá là khó để làm online ngay lập tức. Bây giờ sau 2 năm thì mình rất là quen rồi, nhưng mà mình tưởng tượng là mình làm cái bên agency như là Long, bên creative, mình rất là muốn nói chuyện trực tiếp để mình bàn dễ hơn, hoặc là với sales team, với các phòng trade. Mình nói online nó rất là khó, lần đầu tiên mà mình phải ngồi trước một màn hình từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thay đổi hoàn toàn cái plan của mình.
thì thực sự là một cái giai đoạn vô cùng đáng nhớ. Tuy nhiên là ngay sau đấy thì mình cũng không có cách nào khác, mình phải ngay lập tức mình thay đổi cái chiến dịch làm marketing. Và chỉ trong vòng một tháng thì Coca-Cola đã có một chiến dịch toàn cầu for the human race. Mình làm một chiến dịch và mình không hề sử dụng bất kỳ một cái media làm chiến dịch này, sử dụng cái sức mạnh lan tỏa của cộng đồng và cái thông điệp là nói về cái việc mà mình cần có niềm tin và về cái nét đẹp của con người, về cái niềm tin chiến thắng dịch bệnh. Thì mình bỏ hết tất cả những cái thông điệp về nhãn hàng và mình đã quyết định là toàn cầu mình sẽ chiếu cái thông điệp nhân văn. Sau đó thì trong vòng một tháng tiếp theo, toàn bộ các cái chương trình marketing của Coca-Cola đều được chuyển về những cái chiến dịch về việc là các sản phẩm của Coca-Cola nó phù hợp với việc mình uống ở trong gia đình như thế nào chứ không phải là ở ngoài. Vì đã ngay lập tức là kết hợp với Shopee Food là một trong những cái tên đơn vị mà thức ăn giao hàng nhanh hàng đầu Việt Nam lúc đó. Và mình đã ngày xưa thì Coca-Cola có cái lễ hội ẩm thực mình tổ chức tại On Ground, tức là các bạn đến trực tiếp, thì mình đã làm một Shopee Food ngay lập tức là 6 cái virtual, tức là cái lễ hội ẩm thực online từ tháng 6 đến tháng 12 để mình có thể bắt đầu cho người tiêu dùng quen với việc là uống Coca-Cola ở nhà. Thì bây giờ mình nghĩ lại thì mình thấy đúng là một cái giai đoạn mà nó khó có thể tưởng tượng nổi, là tất cả mọi thứ nó đều dập đến cùng một lúc. Tuy nhiên thì mình khi mà mình bây giờ mình nhớ lại thì mình lại cảm thấy rất là chân quý cái giai đoạn đấy, là thực sự đó là một cái thử thách dành cho một cái marketing làm thế nào để mình có thể kiên cường, mình có thể phải thích ứng nhanh và mình có thể là rất là stay close với thị trường để mình có thể có được thay đổi cái chiến lược mình nhanh nhất. Và thật sự thì nó cũng đã, và cái quan trọng nhất là mình nghĩ là một cái mà giúp và cái cảm động từ là về marketing là thấy được cái cách mà cái công ty mình hướng đến cộng đồng, mình đặt người tiêu dùng và đặt cái tâm trạng của người tiêu dùng lên trên những cái nhu cầu của nhãn hàng mà mình phải quảng cáo những thứ liên quan đến nhãn hàng, và đồng thời mình cũng cảm nhận được cái teamwork của giữa mình và những cái phòng ban khác cũng như là những cái đơn vị Coca-Cola ở trên vùng và toàn cầu cũng như là những agency của mình. Tất cả mọi người đều đồng lòng để mình có thể làm được những cái chiến dịch tốt nhất. Và thật sự là 2 năm vừa rồi thì nhờ vậy Coca-Cola mình cũng được khá là vững trong dịch, và bây giờ đã sẵn sàng quay trở lại với cái bình thường mới. Dạ, cảm ơn chị Yến chia sẻ. Em cũng chia sẻ thêm cái thay thế của chị Yến với lại Dương thì em hoàn toàn đồng ý. Em cũng thấy được cái việc đó về cái sự thay đổi của cái thị trường của mình, khi mà đặc biệt là quan điểm là marketing trước và sau khi mình đi làm như thế nào. Thì em sẽ nói về trước về cái giai đoạn khi mà em mới bắt đầu đi là bước vào nghề vào những năm gọi là 2011, 2012. Thì lúc đó là cái giai đoạn mà hồi xưa là anh đã biết anh Dũng Donald rồi. Anh Dũng Donald hồi xưa là hướng nghiệp cho Lam Giang, thì anh Dũng là đi tham dự rất nhiều cái cuộc sáng của Vina với Dũng hồi xưa đó, là những cái sự kiện của ngành quảng cáo sáng tạo hồi xưa. Thì thấy được cái câu chuyện mọi người từng nói rất nhiều về creative idea và big idea, và cái ngành quảng cáo hồi xưa nó như vậy. Là mọi người sẽ thấy rằng mình có không có nhiều channel để mình thực sự làm một cái campaign chủ yếu. Những campaign lớn nó sẽ là có hai cái địa set, tức là TVC và TV. Và ngay cả việc mà khi mà Lâm đi vào những TVC làm cũng đó là dancing, là OTV, thì cái gọi là cái deliverables, tức là cái thành phẩm mà một agency làm ra nó là nó chỉ có là TVC và TV thôi. Và mình thấy được cái sự, nó có cái sự tuyệt vời riêng của nó,
khi mà chỉ làm PPC và TV, khi mà mình thấy được cái trình độ của những bạn copywriter và những bạn designer mà hồi xưa họ đã dành rất là nhiều thời giờ để bạn chỉ làm hai cái bản sơ đồ là TV và TV, thì cái gọi là mức độ chất lượng về lý tưởng cũng như là cái nó không chỉ là lý tưởng không mà nó có một cái gọi là crafting tức là cách mà mình thực thi cái ý tưởng nó như thế nào, execution ra sao, không chỉ là ý tưởng hay mà mình thực thi hay nữa, thì đó là họ đạt được cái level là làm phải có một cái gọi là wow trong cái ngành quảng cáo của mình. Nhưng mà có một cái mà Lâm nhận thấy rất là rõ là từ sau năm 2017, 2018 thì đó là cái thời kỳ mà digital nó đánh rất mạnh vào thị trường marketing quảng cáo Việt Nam và tất cả những agency lớn và cả khách hàng thì cái keyword cũng đó hồi xưa đó là digital transformation, cả agency cũng phải làm digital transformation. Hồi xưa tôi nhớ là đội OVP thì tắt ra là OVP One và OVP and Meta là phiên đồ quảng cáo, thì Lâm là được nhắn OVP and Meta chỉ chuyên làm về TVC TV thôi. Nhưng mà sau đó thì hai công ty OVP tập trung với nhau lại, tức là mình là bên phía chuyên làm về TV và TV mình phải ngồi chung với lại bạn digital, social và những cái shop mà mình phải làm thay các em nào nó rất là vất vả và không ai biết được là cái việc của ai là như thế nào không, và chuẩn với nhau trong cái công việc. Nhưng mà sau đó từ từ thì mình cũng tìm được cách để mình dung hòa và mình học. Thì chỉ có một cái thế mạnh của các bạn trẻ ngày nay thì các bạn sẽ đã lớn lên trong cái môn digital, cho nên là gọi là các bạn không làm gì nữa. Nhưng mà cái khó, cái bức tả đây là các bạn sẽ phải đối mặt với cái chuyện là fragmentation, quá nhiều cái tâm, quá nhiều cái thứ mà mình biết. Và nếu mà mình một số những cái trang của nhất định thì rất là dễ là cái chuyện là mình sẽ biết cái này cũng biết cái kia chút, biết e-commerce chút, biết TV làm chút, nhưng mà không có thật sự là được giỏi chuyên môn nào cả thì đó cũng là một cái không hay. Cho nên là Lâm nghĩ rằng là nếu mà mọi người bắt đầu với cái ngành này của mình thì mình cũng nên từ từ có cái việc là mình đi học, tìm hiểu những thứ về vấn đề marketing quảng cáo. Mình có thể là hiểu gọi là đi cửa ngựa xem hoa trước, nhưng mà sau khi đi cửa ngựa xem hoa thì hãy tiếp tục mình đào sâu về một cái lĩnh vực nào đó trong cái thế giới marketing quảng cáo của đồng cộng lớn này, thay vì mình cứ đi cửa ngựa xem hoa suốt sự nghiệp của mình thì mình cũng không thực sự trở thành một expert trong lĩnh vực nào cả. Thì cũng mình cũng không có được một cái thế mạnh, build cho mình một cái thế mạnh như là một cái người employee mà người ta sẽ gọi là có cái giá trị gì đó mà người ta muốn đổi mình, hoặc là người ta tin vào cái sự chuyên môn của mình.